chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tại sao nhiều người lựa chọn ở dùng các ống xả trên nhùm là vì lý do gì? Khi nhắc đến một cái phụ kiện trang trí dành cho những chiếc xe máy nói chung hay những chiếc mô tô nói riêng, chắc hẳn là nhiều anh em nghĩ đến ngay việc sản xuất và phổ biến nhất là theo mình nghĩ là bằng cái liệu tin nhùm. Vậy cái sự lợi hại của nó là gì so với những vật liệu thông thường khác? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu lý do thuyết phục qua clip hôm nay. Với một tính năng đặc biệt của mọi loại ống xả, thay thế sẽ khiến chiếc xe trở nên lâu cuốn và âm thanh là phấn khích kích thích hơn là ống xả tiêu chuẩn từ nhà sản xuất đưa ra. Nhưng hầu như anh em nào cũng muốn thay đổi ống xả để giúp tăng cái phần hiệu suất, tăng thêm cái chút thẩm mỹ và giảm đi một cái phần trọng lượng cho xe. Vật liệu có thể đáp ứng cái nhu cầu đó chắc chắn là tin nhùm mà nhiều anh em đang lựa chọn. Vậy ống xả bằng vật liệu tin nhùm và cho chúng ta có những đặc biệt gì? Tại sao mọi người lại sử dụng nó như vậy? Trọng lượng nhẹ. Cái điều đầu tiên khi lựa chọn một cái ống xả bằng tin nhùm thay vì vật liệu thép thông thường hoặc là thép phong rỉ, câu trả lời đơn giản nhất là độ nhẹ của nó. Bởi vì nó nhẹ hơn khoảng là từ 40-5% so với những cái dòng thép thông thường, mặc dù có cùng kiểu dáng và kích cỡ. Nếu nhìn cái bề ngoài, có lẽ ống xả tin nhùm sẽ không khác nhiều so với loại bằng thép thông thường. Nhưng nếu đã qua sử dụng hoặc có tìm hiểu thì chắc chắn anh em dễ dàng biết. Và một điều thú vị là chắc anh em nào cũng biết điều rất thích. Trong cái quá trình sử dụng ở nhiệt độ cao thì ống xả tin nhùm sẽ thay đổi cái phần màu sắc bên ngoài như cái kiểu cầu vồng đa màu sắc. Đây được xem là một tính năng đặc biệt của cái vật liệu tin nhùm. Bởi nếu tiếp xúc với nhiệt độ đốt cháy cao hoặc là phản ứng học ở trên bề mặt của tin nhùm, nó sẽ tạo ra một cái lớp màng bảo vệ, đó chính là cái dải màu sắc như cầu vồng mà chúng ta hay thấy. Độ bền cao hơn. Một tính năng khác của phần ống xả vật liệu tin nhùm so với những dòng thép thông thường, đó chính là độ bền cao hơn. Khi gặp va chạm hoặc là ma sát lớn, vật liệu tin nhùm dường như có cái độ chịu lực là khá tốt và không bị nứt, không bị biến dạng là quá mức. Đặc biệt hơn nữa là có khả năng chống ăn mòn và rỉ sét do hóa chất như dầu thắng vốn có cái tính ăn mòn cực cao. Tản nhiệt tốt. Một tính năng mà chắc chắn anh em nào cũng thích ở cái ống xả tin nhùm đó chính là có thể giải phóng nhiệt nhanh hơn cái loại ống xả bằng thép, giảm đáng kể thiệt hại cho người ngồi phía sau và những xe nào nếu vô tình chạm vào khi đang nóng. Và nói đơn giản hơn, tin nhùm là một vật liệu dễ phản ứng với nhiệt nhưng không lưu trữ nhiệt lâu. Đó chính là lý do tại sao nhiều cái chiếc xe được tắt cái ống xả tin nhùm full system có cái xu hướng tăng cái sức mạnh đến một cái mức độ nhất định và tản nhiệt nhanh từ đầu đến cuối ống xả. Nhìn chung ống xả ở dùng vật liệu tin nhùm hiện nay rất phổ biến và được nhiều em lựa chọn và mức giá cả của nó cũng cao hơn so với cái loại bằng thép. Tuy nhiên hình dạng hoặc là cái tùy chọn mà mỗi nhãn sức cấu tạo đã tạo ra. Cảm ơn các bạn đã dõi tiếp nghe và tiếp nhớ like, subscribe.